thường thường khi mà tập khí công làm sao cái máu huyết lưu thông. Yeah. Bây giờ nhiều người nói giờ người ta nói mình muốn máu huyết lưu thông tốt được khỏe, nhưng mà họ không nghĩ là cái đó nó khó nhưng nó rất đơn giản. Bây giờ nếu người thường mà muốn máu huyết lưu thông người ta làm gì? Đó, mình nói tập thể vận động, thể dục thể thao. Yeah. Nhưng mà thể thao không làm máu huyết lưu thông toàn thân được, nhiều người đâu có biết tại sao, đâu có biết lý do là có nhiều khớp không xài tới bao giờ. Ví dụ bây giờ anh đi bộ, thấy không, đi bộ thì cái chân xài nhiều, cái tay đâu có làm, tay đâu có xài, rồi cái xương sống cũng đâu có cục cửa nhiều. Đi bộ còn đánh tennis cũng vậy, chạy cũng cái bụng cả rồi nó chưa toàn vẹn đâu. Đó, rồi coi hết các môn thể thao gì đá bóng cũng vậy, đá bóng kia là cái chân người cái tay dài dằng, phổi thở và thở kiểu nào không biết. Mình phân tách hết những cái môn thể thao ra ngoài thị trường, mình sẽ thấy nó làm không đúng cái ý mình muốn. Muốn máu huyết lưu thông tốt phải đặt bóng đá hả, thấy không, hay là chơi tennis rồi chơi bóng rổ bóng chuyền, không thông hết, giảm cá không có thông, chỉ thông một phần nào đó. Ở có nhiều cái, tức là cái khớp người ta có ba cái chuyện là dơ lên dơ xuống có động tác mà làm hết cái đó không? Thấy không? Bây giờ thằng khí công là nó chơi sâu vô là từng khớp ta làm ba động tác rồi hết. Ngón tay này giơ lên, giơ xuống, xoay tròn. Cổ tay giơ lên, giơ xuống, đưa qua xoay tròn. Cùi chỏ này xoay tròn. Mà con người ta có mấy khớp? Có ba khớp nè, một khớp, hai khớp, ba khớp. Có ba khớp chính là cái cổ tay, cái cùi chỏ, nhưng nó cái máy có ba cái à. Cái chân cũng ba cái háng, cái gối với mắt cá à. Giữa cái đầu ngón chân, cái khớp ngón chân, tay của khớp tay kia là 4, là 8 rồi đó. Cuộc sống này có cái thắt lưng, cái ngực, cái cổ, có 3 cái á. Cái động tác mà làm hết 9 cái chuyển động bao giờ, đố cái thằng ngành thể thao mà làm được. Thấy không? Đó, bây giờ cái thằng khí công phải nghiên cứu sao một động tác mà mấy cái khớp chuyển động hết luôn. Là bài nó còn hai bài, bài thứ nhất gọi là theo đường thẳng, tức là cái khớp nó đóng mở nè, cọ lên cọ xuống, tức là cái khớp của mình á, mình mở lên mở xuống, đưa qua đưa lại xoay tròn, là từng khớp một cái làm vậy hết. Bây giờ nguyên cả hệ thống khớp nó chuyển động theo như con rồng á. Bởi vậy khi thấy những cái loài sống lâu là những loài nó xài toàn khớp như con rắn này, theo cả cái hệ thống xương nó chuyển động hết. Sống lâu tìm ra cái bí quyết, cái thứ gì mà tất cả con rắn nè, con trăng này, mấy con gì thấy một cái đốt sống nó chuyển động hết toàn thân là nó sống lâu. Ngay con rắn, con dế mà thấy hai chân nó đi là nó xài hết, không có cái nào nó bỏ hết. Thì cái chuyển động nó trong người mình nó gọi là chích khớp, nó hay gọi là cửu chuyển công pháp, mà trong tiếng Trung hay nói cửu chuyển công pháp, người ta không biết cửu chuyển công pháp là cái gì. Chính khớp chuyển động, công phu luyện chính khớp chuyển động, mà cái khớp mình nó là nơi máu qua dịch nhiều nhất. Máu ra tay bởi vì nó đứt ngay chỗ này là đứng mạch máu này, là xịt hết máu ra liền. Cái cổ tay, cái cùi chỏ như đứt chặt đây cái là máu ra hết liền, nát bị chặt ngay nát là máu ra hết liền. Đúng cái mạch máu nó ra hết liền, thành ra những cái khớp này máu qua rất nhiều. Bây giờ muốn người ta muốn khỏe làm sao cho máu qua toàn thân thì chính cái khớp này máu qua nhiều nhất, mấy khớp cho máu nhiều. Cái khớp chính nhiều. Khớp chính máu qua nhiều là sao? Thì khi máu qua nhiều hết là khỏe, lưu thông máu toàn thân, chưa nói tới kinh lạc, chỉ nói máu huyết chạy qua đều. Bây giờ máu cho cổ tay, bây giờ tôi lấy tay, tôi lấy cái dây, lấy cái dây mà gọi là buộc cái kiểu mà cắn cắn buộc lại bằng cái ngón bằng tay tê, buộc cho này, bọt tay tê đi, thấy không? Thì bây giờ cái chỗ này tôi mở ra, phun máu vào cho này, nhưng mà làm cái động tác nào để cho nó phun nhanh quá, không phải dở, để yên nó đâu có đi nhanh, thấy không? Thì nó phải động tác nào? Bắt đầu mới để ý đâu, cái bàn tay người ta có cái bí mật, nó chia làm hai bên nè. Anh mình ngước cái ngón này lên á thì máu nó chạy một đường nữa đó, cái ngón tay mình ngước lên về là máu nó chạy một cửa, mà co lại gì nó chạy nó lưng, anh co lại anh thấy nó nằm trên đây, anh co lại anh thấy nó nằm trên đây, tự nhiên cái đầu anh thấy liền nó nằm trên hay không, dơ lên nhà thấy nó nằm ở lòng với lại buổi sáng nghe thầy chạy tập cái thức này nè, anh thấy nó nóng hết đó, thầy đang chưa biết nè, anh thấy anh dơ cái này lên
thì nó nóng ở cái lòng, ở cái lỗ lõm này nè, dựa thẳng ngón tay lên đó đó thì nó nằm ngay lòng lòng bàn tay, ngay chỗ giữa lao cung, khí nằm lao cung. Còn co về đó khí nằm trên lưng lao cung trên, nó nằm trên đây, nằm trên này, anh để tay xe xe thấy gì thấy không, nó rần 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 còn để về xe thấy rần rần ở lòng dưới nó xe là nên này, để vô anh kéo lên cái trước hết nè, nè anh để tay lên kéo lên cái xuống hết bên này anh co lại anh để vậy nè, anh thấy nó còn cảm nhận liền, là thấy có như máy bay trực thăng muốn đáp xuống cái tay mình, có cảm giác có những trực thăng muốn đáp xuống tay mình, còn đây cũng vậy, để vậy thấy nhưng mà không để ý thì đâu biết, không để ý thấy là thấy nhiều, có ông nhắm mắt là như có trực thăng nó đáp xuống tay mình, nó hít 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 đó, khí này nó xuất hiện là thấy không, mà cái khí này là khí dương, ngửa là dương, còn co là khí âm nằm trên. Bây giờ phân tách về về máu huyết này, máu từ trong chạy ra là nằm ngón, bây giờ anh co lại thì nó phải chạy ra, nó bọc lên đây thì lên đây, giải thích rõ ràng hay máu nè chạy ra co coi như là máu thì mà nãy cái gì thì nó tự chạy từ đây nó chạy xuống nè, anh để dài nhờ máu bình thường nó chạy từ đây xuống. Yeah. Giờ anh ngóc lên thì máu dựng thẳng lên, nó máu nó dội lên, nó phun lên trời. Yeah. Không thì chắc chắn máu sẽ tụ ở đây, trước khi tụ nặng đây mới phun lên trời. Yeah. Còn bây giờ máu đang chạy lên đây, anh chạy ra đây co lại, nó không chạy đây thì hai cái luồng máu này nó trào ở đây, nó phải trào lên máu, nó chạy lên đây thì nó sẽ chạy lên đây. Yeah. Nó giải thích khoa học không ai cả được. Yeah. Đó là cái luồng máu đi, do đó là khi luyện cái bàn tay khớp âm là phải co lại, khớp âm tức là cái lưng bàn tay, giữa âm tức là lưng bàn tay, khớp dương tức là ngửa là bàn tay, khớp âm là trên này, tức là khi anh để nha. Bây giờ bắt đầu coi tập nha. Anh để ngón tay lên, nó anh thấy nó, khí nó nằm ở chỗ này, khí nằm là chỗ này là sao, là cái khí này nó lớn hơn cái khí không nằm, khi đỡ cho chỗ này nó lớn hơn thì khí khu này nó mạnh, thì cái khớp xương này nó nặng lắm. Rồi mình anh lấy cái chỗ này anh định vô cái tay này, anh để co cái thẳng ngón này thẳng lên, anh ấn cái đầu cái xương chỗ này nè vô cái tay, anh thấy nó đau thấy không nè, anh chém xuống đó, anh chịu gõ, anh chém cho các bạn có thấy ít đau lắm, để nè đặt xuống ra duỗi thẳng lên, cái chi duỗi thẳng ra sao duỗi khó rồi, bởi phải tập, phải tập lại như vậy rồi anh để xuống chặt đó thì chỗ này không đau. À, một ha, bây giờ để vậy. À, giờ anh xoắn cổ tay, được xoắn cái cổ tay thôi, cái chỗ xoắn cái bàn tay được xoắn cổ tay đây đó, thì chỗ này nó cứng nè, khi nó xoắn vậy anh xoắn đây rồi anh chặt xuống này. Khi anh xoắn, anh chặt xuống, chặt cái chỗ cục thịt này vô cái đoạn coi. Đó, nó không có đau. Thành ra cái người võ khi nó chém nó phải dày, chém nó mới gãy. Như là co cái này vô thì co chuỗi thẳng lên nhà này, chém xuống thì khí nó xuống đây này, đó nó xuống đây. Nhưng khi mà có phải là mình phải tác ý vô cái... Không tác ý, anh để vậy thôi. Bây giờ nè, anh thử nè, tôi vỗ, anh lấy cái bàn tay nè, anh tác vô vợ anh là mẹ mặt nó sưng liền. Yeah. Anh để thăng không sao nha. Yeah. Anh để một cái mặt nó sưng liền, bám một cái thử, anh thử chặt vô mặt anh thử, chặt vô này anh thử chặt vô mặt anh thấy một chiếc cha rồi. Đúng rồi, nó cứng. Cứng lắm, khí nó lớn hơn. Cái kia là chỉ cần có này được vô. Rồi là khí nó dồn đây, gọi là khí của bạn, của gọi là khí của cái chỗ con dao bàn tay, nó nằm ở con dao bàn tay. Yeah. Mà anh phải xoắn cổ tay nó mới nằm ở con dao. Anh chỉ dơ lên thì nó nằm ngay cái khúc xương này, nằm đây này. Cái xương này ha, thì anh đánh vô cái mặt người ta nè. Yeah. Muốn tát người ta tát không đâu, anh để vậy nè, bán như cái là nó, cái cục này vô nó xưng cục nữa. Nó nhẹ thôi, anh không cần đánh mạnh, anh để vậy bụp một cái thôi. Anh để vậy nè, anh chắn vô đầu mặt nó một cái là cái mặt nó xưng liền, cái khí nó lớn hơn. Rồi cục cái chỏ nè, người chỏ khi bắn nè, anh đánh nó để vậy, cái này dựng lên xoay chỏ này đó, đưa cái vỏ này lên là anh bắn cho người ta đó, bắn chỏ cho thằng này đó. Vậy là nó ăn đòn nè, thấy không nè, thấy không nè, cái tay đâu cứng lắm nè. Ừ. Để ịnh vô có đau rồi chứ chưa có làm gì hết á, sắn ịnh vô một cái là thấy đau nè, ịnh vô một cái, ịnh vô một cái này trộn nó như cái cục sắt kìa, anh không sắn không có như cục sắt đâu, đó là khí. Ừ. Khí của khớp tay. Bây giờ hôm nay đứng lên tôi chỉ cái bốn cái khớp tay nè, thấy không, đã tiên tập cái bài bốn khớp tay, cái nào bốn khớp tay đứng là đường thường, cái này cái bàn tay không chứ, hít thở để một tay ra đưa lên, hít thở là căng,
Khi hít thở là ngưng. Ngưng nữa là khi căng là cái món này anh đẩy vô cho. Đẩy mạnh vô cho. Xô đỏ căng á. Ngưng là không đẩy nữa. Xả là để nguyên. Đó, thì có vậy chứ nó có ba loại trong đó. Bây giờ khi mình dơ nó căng lên nó lại ba loại. Lên là lên là rồi biết đâu đẩy vô là căng. Mình vẫn đứng nhà đẩy mạnh vô trong căng. Ngưng đứng yên. Xả cũng đứng yên. Ba trong một. Đó thì nó căng. Ngưng cứ khí nó sẽ tụ lên lên một rồi xuống không, lên một xuống không. Đó, thì chỗ này sẽ cứ đang ngưng một hơi thở. Ngưng. Tập vậy đó. Cái để ba hơi, để tàn ba hơi thôi phải giữ lên. Ở nhà anh muốn tập hay để bằng tay dưới được nặng. Đó cho nó thẳng lên. Đẩy cho nó thẳng lên tập. Căng. Căng mà đẩy thôi. Đó, đẩy vô. Căng ngưng. Rồi đã vô căng ngưng tập vô rồi. Rồi cái đó là nếu mà mình mặc không thì cái giờ tay lên đây. Ờ từ dưới, từ dưới là đưa lên từ từ nè. Nó sống nó bước lên từ từ. Nó không phải lên cái cục này nè, từ dưới nó họ ở lên cái hở lớn nhất, đứng lên 90 độ. Lên 90 độ. Ờ lên 90 độ là cái khớp ngón tay đó. Ngón tay. Vì cốt khi nó khí lên đây rồi thì đọc cho người ta đau lắm. Dạ. Ngón tay tôi rất mềm, cỡ định như thấy ớn này, định lâu cái đọc nó quất một cái, sưng cái đầu, cái đầu sưng. Đưa tay đưa lên. Rồi đưa lên. Không có dùng, không có tay, không dùng lực gì. Không dùng lúc này, cứ đưa lên nè, cái món tay nó đưa lên, nó đứng thẳng lên cả. Rồi. Tưởng tượng, lôi cái gì vô nè. Lôi vô. Đó, là lôi vô đó. Mà cái tay cái ngón kia phải thẳng. Đó, mà nó là căng. Căng là lôi vô đó. Méo vô, ngưng không có méo, xả là thả lỏng chứ là kéo ra được, thả là làm nó dễ chịu hơn, nó cũng vừa làm mềm, đó là căng xả lại vậy. Là một khối đó, không nghe bốn khối là lắp vào vị trí, bốn khối dương, bốn khối âm, lắp âm thế rồi để vậy. Bây giờ cái cổ tay này xoắn như này vậy, giữ nguyên thì xoắn cổ tay cái này giữ nguyên cái này xoắn cổ tay thôi. Giữ này nguyên thằng đó. Đó, cái đó bên kia cũng vậy. Xong cho nó cũng có ai con cứng rồi. Mở qua mở lại nè, 1, 2, 3 à, không có lắc cái tay. Không lắc cái tay rồi. Lắc cái cổ tay rồi, cạnh để yên nè. 1, 2, 3, 4, 1 lắc cho nó mềm, cái cổ tay. Muốn khi nó cứng lại chỗ này thì cứng. Lúc nó cắn, nó mà xoắn lên, đứng lại xoắn lên nè. Xoắn lên nè. Nè, cứng như đá này. Xoắn lên nè. Không có đau, nghe không? Không có đau. Khi xoắn lên đá là không có đau. Mà cho mình biết cái chỗ này gọi là atemi, chỗ ta phòng người nhỏ thục này chặt người ta đó. Yeah. Chặt người ta vô cổ, cái xoắn này lên mình sập về nó co lại xoắn vậy. Quán như đây nó mất trọng, mất quyền. Đó là việc là cái thứ thứ hai, thứ thứ ba mình đưa chỗ này, nè cái chỗ này. Giờ căng. Ờ, xoắn này vô. Đó, chỗ này nè. Là chết á, nó bút kia này. Bởi vì lúc quấn chỏ, lúc chỏ phải chơi. Thấy không, chứ nó đâu phải. Nó bị xếp rồi, nó đánh xéo, nó muốn đánh người ta thì đánh nhỉ. Đó, thì cái chỏ nó vô ăn đòn mạnh nhỉ. Đó, nó bút quấn. Đó, nó ăn đòn, bút xéo 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 vậy. Đó là có chỏ. Ở đây cũng vậy. Ờ, đó chỏ, đó là nó chỏ. Khí vô chỏ mạnh lắm. Khi mà mình tập luyện là mình làm từ từ hay không? Ờ, làm từ từ nè. Bốn này ha, anh xoắn vậy, lắm, xoắn đi, là một tay nữa, là tay vậy, một, hai, ba, xoắn, rồi xoắn nữa, xoắn, cứ để yên, cứ đứng yên vậy, anh xoắn này nhiều rồi, chỗ này nè, anh hấp cái vai của tôi, đó, tôi đừng mặc lắm, đó là dùng tên nát rồi đó, phí tên nát, cái cửa này anh hấp cho bể cái cửa liền, ừ, anh làm cái kiểu đó, mình hấp kiểu đó, cái cửa bể liền, khí nó trào ra. Sắn vô nè, hấp vô nè, rồi đưa này cho mình cứng như là ái nè. Mình hấp vô thằng nè, để nè, nè giống như tình vô nè. Tình vô nè, nó văng nè, tình như cái cửa, nó văng cái cửa nè. Cái cửa giống như này nè. Bung cửa luôn á. Bung cửa đi, hấp cái gì đó đó. Hấp cái băm. Cái chốt này chịu gì, cái con chốt này nó yếu lắm. Cái chốt cửa này có chút xíu mà. Mẹ hấp kiểu đó, banh cái đó ra liền.
đó là bốn khúc rồi đó, có bốn khúc dương. Cái đầu bài thấy như này. Ừ. Cái đầu xuống đây. Một. Cái đầu căng lên. Nè, lên một, hai, ba, bốn. Mày cứ để vậy nè, ba lại vô đây. Bốn kéo ra. Đó, là nó ra đầu bài, nó đỡ đầu bài cứng nhắc này, thấy chưa? Thấy không? Cứng vậy đó. Tập bốn tay tay như thế. Là bốn tay, là hai tay này. Một, hai, sắn cổ tay, ba trò sắn vô, kéo ra, duỗi vào một cái là nó ra đầu bài. Qua vậy cái duỗi vậy đó. Một, một, hai, ba, kéo ra đây. Duỗi sao từ từ, kéo xa từ từ ra. Đó, cứng người ta. Nó lập lên. Thấy nó nhìn nó cái khi nó chạy từ móng tay vô đầu vai bốn khớp dương về tập hoài để vào đây tập công tâm đừng có thẳng cái này để đây thôi xong rồi để luôn để sống luôn rồi để nó cứ sống vừa này cứng như đá rồi xong rồi xả rồi xả thì rửa lại rửa lại luôn tới luôn tới rồi đó tập đi đang về tập cái này tập cái đó thôi đó đúng rồi bốn khúc dương anh tập rồi hả hay quá thầy ha, nó cứng lên cứng lắm luôn mà chơi cái nó khí cái đó là tự nhiên mình tự nhiên cho nó